Bộ Quốc phòng Mỹ vẫn đang tiếp tục điều tra phạm vi và quy mô của vụ phát tán liệu tài liệu mật trên các mạng xã hội gần đây. Chúng tôi đang tiếp tục tìm kiếm các tài liệu trên mạng. Chúng tôi vẫn chưa xác định được số lượng cụ thể các tài liệu bị dò rỉ. Và đang đánh giá quy mô cũng như phạm vi của vụ việc, đài RT Nga dẫn lời phó thư ký truyền thông của Lầu Năm Góc Mỹ Sabrina Singh cho biết. Các tài liệu mật của Mỹ đã xuất hiện trên Discord vào tháng 3 trước khi lan truyền rộng rãi trên Internet và thu hút sự chú ý của nhiều phương tiện truyền thông. Nghi phạm bị cáo buộc tiết lộ thông tin tình báo trong vụ việc này là Jack Teixeira, 21 tuổi, sống ở bang Massachusetts. Teixeira là kỹ thuật viên công nghệ thông tin của lực lượng không quân vệ binh quốc gia Mỹ. Hiện chưa rõ động cơ của người này, song một số ý kiến cho rằng Teixeira dường như chia sẻ tài liệu mật chỉ nhằm mục đích gây ấn tượng với các game thủ khác trong nhóm trò chuyện trực tuyến. Người này đã bị Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI bắt giữ hôm 13 tháng 4. Theo một số nguồn tin, các tài liệu này chứa nhiều thông tin về kế hoạch của Mỹ và NATO ở Ukraine, bao gồm các mốc thời gian đào tạo và cung cấp vũ khí, dữ liệu về chi phí đạn dược, cơ cấu của các đơn vị chiến đấu Ukraine, ước tính tổn thất của Nga và Ukraine. Tuy nhiên, các quan chức Mỹ đã từ chối xác nhận tính xác thực của tài liệu mà chỉ nói rằng họ đang điều tra vụ việc. Dấu bé Brecht, phản ứng với vụ rò rỉ, Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin tuyên bố sẽ đánh giá an ninh nội bộ để ngăn chặn những sự cố tương tự tái diễn. Trước đó, Lầu Năm Góc chỉ nói rằng một số tài liệu dường như giống với các cuộc họp giao ban tình báo của cơ quan này. Trong diễn biến liên quan, tờ Newsweek trích dẫn một tài liệu bị rò rỉ của Lầu Năm Góc cho biết thời điểm bắt đầu cuộc phản công của Ukraine chống lại quân đội Nga đã được lên kế hoạch vào ngày 30 tháng 4. Tài liệu đóng dấu ngày 28 tháng 2 nêu chi tiết việc chuyển giao thiết bị và lịch huấn luyện cho 9 lữ đoàn có thể được dẫn tới cuộc phản công mùa xuân với sự giúp đỡ của Mỹ và các đồng minh. Theo tài liệu, 3 lữ đoàn bổ sung dự kiến sẽ được tập hợp ở trong nước Ukraine và trong số 9 lữ đoàn được các nước phương Tây huấn luyện. Trang bị có 6 lữ đoàn sẽ sẵn sàng chiến đấu trước ngày 31 tháng 3, trong khi 3 lữ đoàn cuối cùng sẽ sẵn sàng chiến đấu trước ngày 30 tháng 4. Vào tuần trước trong chuyến thăm Mỹ, Thủ tướng Ukraine Denis Shmyhal cũng đã nói với tờ The Hill rằng một cuộc tấn công có thể không được phát động cho đến mùa hè. Phát biểu với các phóng viên hôm 17 tháng 4, ông Shmyhal nhấn mạnh vụ rò rỉ tài liệu mật của Lầu Năm Góc sẽ không làm thay đổi kế hoạch của Kiev. Khẳng định rằng, chúng tôi tin tưởng rằng cuộc phản công sẽ xảy ra trong tương lai gần nhất. Về phần mình, người phát ngôn Điện Kremlin, Dmitry Peskov nói rằng Moscow đã xem xét các tài liệu bị rò rỉ. Trước đó, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho rằng một số tài liệu bị rò rỉ có thể là động thái đánh lừa của phương Tây, nhằm hạ thấp khả năng quân sự của Ukraine trước cuộc phản công tiềm năng của Kiev. Theo Soha, cảm ơn các bạn đã xem bản tin.